Chào bà con, mình đang ở trong một khu rừng rừng rậm này, đây rất là rậm với bà con này. Đó. Bây giờ mình sẽ đi quay những cái cây lạ cho bà con xem nha. Rồi, đây rừng đây, đó, rất là rậm đó. Đó, mời bà con nha. Đây này, rừng rất là rậm này, bà con này. Đó. Khu rừng rậm, trong khu rừng này có rất nhiều cây lạ. Đó. Đây bà con. Đây này, tôi phát hiện ra được một cây đây này. Đây. Đây là cây trứng nha bà con này, cây trứng này. Đó. Đây, lá của nó này. Đó. Cái này theo như tiếng gọi của người địa phương ở đấy thì gọi đây là cây trứng. Đây, cây trứng nha. Đó. Cái này gái rất nhiều này. Đó. Cành này. Cành tốt này. Đó, gái rất nhiều. Gái này. Công thân của nó có gái rất nhiều này. Đó, nó là dạng dây nha, và nó mọc dây, hoặc là cây thân dây này, gái nhiều lắm này, gái này, cây rất là địa phương đây gọi là cây trưng, còn trong khoa học thì gọi là cây gì thì tôi không biết đó, nhưng mà theo tiếng địa phương đây này, gái này, gái kể cả trong cành lá có gái này đó, gái lên tận đây này, gái rất nhiều. Cái này mà đi vào đi mặc quần áo đi vào vào áo vào bờ là nó ngoắc vào vào vào, vào người ngoắc vào quần vào áo rách hết quần áo này, lá nó này, lá thì nó không có gái nha, lá nó rất là nhặn đây, mặt trên mặt dưới rất nhặn này đó à, nhưng mà ở ở dưới cái khía lá này cũng có gái này, đây gái này đó, gái này đưa tay sờ vào là nó gái gái nó mọc ngược nhá, mọc ngược cho nên là tay chân mà ngoặc ngoặc vào là nó ngoặc cho toạt giá đấy, rất là đau đấy, gái rất nhiều đó. Cái này gọi là cây trứng nha bà con nha, đây rất nhiều đấy này, nó mọc ở trong bụi rậm này đó, này đây nữa này đó, nó mọc lộn với những cái cây khác cho nên là quái nhiều khi nó hay lần hình ảnh đây 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 đấy 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 chính hẳn đấy đó, nó gọi là cây trứng đấy, đây cành là cành nón đấy, cái nón này, cái trứng này là đặc đặc điểm là trái của nó là ăn rất là ngon, trái của nó là chín tròn tròn, trái của nó tròn tròn mà khi chín nó có màu vàng đấy, khi 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 chưa chín nó màu xanh, còn khi chín nó có màu vàng này, màu vàng cam, mà ăn rất là ăn có cái mùi hương vị giống mà quả cam ấy, quả cam quả quýt ấy, nó có hương vị à, hương vị của nó như vậy đấy. Đấy, ăn được, ăn ngọt ngọt à, ăn hơi hơi ngọt 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 nhạt nhạt đấy, ngày xưa đi bò ăn rất là nhiều, xem cái lá của nó mùi gì mà lá của nó có một cái mùi rất là đặc trưng đấy, mùi rất là đặc trưng nha đấy, cho nên là gọi là cái trứng này. Rồi cái này người ta hay trồng làm bờ rào, các cái ngày xưa mà chưa có điều kiện để làm bờ rào bằng thép gai, bằng bằng lưới sắt hay là bằng sấy bằng bằng ấy á, thì người ta hay trồng cái bờ này để làm bờ rào để ngăn trong các cái nướng rẫy để ngăn trâu bò nhá. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi quay cái khác cho bà con xem. Đây lại tiếp tục phát hiện ra được một cây đấy bà con, đây này, đây này cây này này, trong rừng này thì có nhiều loại cây lắm, đây 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 cây này đó, cây này gọi là cái dây 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 nổ nổ nhá, dây nổ nổ này đó, cây này cũng có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh đấy đó. Đây cái này mà trẻ con mà bị ghẻ lở sai đớn á,
Đấy, thì lấy cái nước, lấy cái giấy này nấu nước lên tắm cho trẻ con này. Đó, đây này, trái của nó này. Đây là trái nhỏ nhá. Đó, chưa 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 thấy trái lớn, đây trái nhỏ này. Đấy, trái của nó là có hình tam giác ba cạnh này. Trái của nó là cha đưa tay bóp là nó kêu bụp bụp ấy, ở trong có hơi, nó nổ ra, nó kêu bụp bụp này, gọi là dây nổ nổ. Đây. Dây của nó này. Còn trong khoa học thì gọi là cái gì thì tôi cũng chưa xác định được. Nếu bà con cô bác nào mà biết thì cứ 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 bình luận ở dưới video nha, bình luận ở dưới video cho là trong khoa học có tên gọi là dây gì, hay là địa phương của các bà con có tên gọi là gì thì bà con cứ cho biết. Đây, đây này, quay sát cho bà con xem này, nó gọi là dây nổ nổ, dây nổ nổ ấy. Tôi không tìm thấy trái, trái của nó cây này chưa, khi nào già thì nó mới ra trái. Đây, hoa này, hoa của nó này, đó hoa này, đó đó bà con ạ. Trái nhỏ của nó này, đây này bà con này, đó trái ba cành nhá, đó là trái nhỏ đó, còn trái lớn thì chưa thấy. Rồi bây giờ lại quay tiếp cây khác cho bà con xem nha. Đây này, tiếp tục phát hiện ra được một cây này. Cái này rất là giống cây măng mật bà con ạ. Giống cây mắc mật cực kỳ, rất là giống đấy, rất giống cây mắc mật, nhưng mà đây không phải, cái này không phải cây mắc mật. Cái hương vị của lá của nó cũng mùi mùi đặc trưng gần như giống cây mắc mật, nhưng mà nó lại không phải là cây mắc mật. Hình dạng của cây và lá và cành rất là giống. Đây, trái này, trái non của nó này, đó đây này, trái của nó mà khi mà chín thì nó có màu 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 đỏ, màu đỏ nhạt nhạt này, nhưng mà trái của nó nhỏ hơn trái mắc mật. Đây, để đi quay cây khác cho bà con xem, tiếp tục mời bà con. Đây, phát hiện đấy một cây bà con này, cây bơi lơi này. Đây là cây bơi lơi này, đây, cây bơi lơi. Đó, cái này mọc hoang rất là nhiều bà con nha. Đấy, lá của nó mùi hăng hăng, mùi hăng lắm. Đấy, cây bơi lơi này, cây bơi lơi này mọc hoang rất là nhiều. Cây này người ta cũng thường là trồng để lấy gỗ đấy. Đấy, cây bơi lơi này thì chắc ở miền núi thì nhiều người biết. Đó, tiếp tục đi tìm cây khác cho bà con này. Này, tìm cây khác. Đây, phát hiện ra một số cây đây, bà con này. Phát hiện ra một số cây này, cây ăn xóa này. Cây ăn xóa đấy bà con này. Này, cây ăn xóa này. Hoa của nó màu tím, bây giờ hoa chưa nở này, cây ăn xóa này. Cây ăn xóa thì cũng nó cũng có hỗ trợ chữa bệnh cho bà con ạ. Rồi, đây tiếp tục phát hiện ra một cây này. Cây hoa ngũ sắc này. Hoa ngũ sắc. Có người còn gọi là hoa cứt lợn. Đó. Cái hoa ngũ sắc này, một khoáng rất là nhiều. Này, hoa của nó này. Đó, hoa của nó này. Hoa của nó rất là nhiều màu này. Hoa này. Màu này. Màu màu vàng rồi là màu cam, màu tím, màu đỏ. Cho nên người ta gọi là hoa ngũ sắc. Chắc là từ cái hoa này có nhiều màu cho nên người ta gọi hoa ngũ sắc đấy. Chắc là nó có 6 màu. Đó, ngũ là 5 màu. Đó, 5 màu. Đấy, người ta phát hiện ra nó có 5 màu nhưng người ta gọi là hoa ngũ sắc. Hoa này rất là nhiều mật này bà con này, mật nhiều lắm. Ấy, trẻ con đi bò là thường thường hay bứt cái chùm hoa này rút lên là bắt đầu nút lật ngược lại, nút có mật rất là nhiều, rất ngọt. Rồi, để đi quay cây khác cho bà con xem. Khu chỗ này là có cái vườn của một gia đình nào ấy, họ trồng cây. Đây có cây gai khổng lồ này. Này, cây gai khổng lồ đấy bà con này. Này. Gai này, cây của nó này.
gai của nó rất là to, cho nên là người ta gọi đây là cây gai khổng lồ này. Còn trong khoa học thì gọi là cây gai gì thì không biết, nhưng đấy người ta gọi cái gai khổng lồ đây này. Đó, đó, gọi là gai khổng lồ nhá. Cành của nó này, gai của nó này, gai mà gai to của nó là đâm thùng bàn chân đấy, bàn chân là đâm thùng luôn đấy. Đó, cái gai khổng lồ này trái trái ăn rất là ngon, trái ăn rất là ngon nhá, trái của nó chín có màu vàng ăn rất là ngon này. Này, đó thân của nó này, đó là gọi là cái gai khổng lồ. Đây cái muối đây ba con này, cái muối này, đó, mùa này chưa có hoa nha ba con nhá, này cái muối này, đấy, hoa khi nào nó mọc hoa là nó mọc đầu ngọn này này, đấy, cái muối đấy. Đấy, cái này trong khoa học cũng có tên là cây muối, bà con cứ vào tra Google là có. Tiếp tục đấy này, phát hiện ra đây cây mé này, cây mé rừng này, đó, cây mé rừng này, mé rừng quả rất là nhiều nhưng cây này còn non chưa có quả. Đó. Rồi tiếp tục quay cây khác cho bà con xem. Đây cây lát đây bà con này, cây lát này. Đấy, xung quanh đây có mấy cây lát này, này. Lát đấy người ta trồng nhá, chỗ này người ta trồng. Đó, cái lát đó. Đó, bà con ạ. Lát này thì chủ yếu trồng để lấy gỗ thôi bà con ạ. Đó. Rồi, tiếp tục đi quay một số cây cho bà con xem à. Xem thì còn bao nhiêu cây nữa mà. Đây bà con này, tiếp tục phát hiện ra cây mâm chối này. Đây, cây mâm chối đây bà con này. Ôi rồi. Trong này có ống này. Đây cây mâm chối đây bà con. Đây. Đó, cây mâm chối đó quả ăn được nhá, quả nó nhiều hạt đỏ này. Đấy chưa thấy quả. Quả ăn được này, lá của nó này. Đó, đây. Lá của nó này, gai cũng rất là nhiều, cây của nó gây ngược này, gây ngược rất là nhiều này. Đấy, ở đây địa phương đấy gọi là cây mâm chối nhá. Quả của nó hình giống mâm chối cho nên gọi là cây mâm chối. Đó, quả của nó ăn được nha bà con nha. Còn bà con xem thử cây này mà bà con biết được nó là tên là cây gì thì bà con cứ bình luận ở dưới video nha. Vì ở đấy thì gọi là cây mâm chối thôi, còn tên khoa học của nó thì gì thì cũng không biết được. Đây. Cái này là phải chắc là phải tìm hiểu nhiều mới biết được là cây này tên là cây khoa học của nó tên là cây gì. Đấy, cho nên là mong bà con thông cảm. Đây, để tiếp tục đi quay cây khác cho bà con xem. Tiếp tục đi tìm cho bà con những cái cây lạ nào. Rồi, tìm nào. Trong rừng rậm này cũng có nhiều loại cây lắm bà con ạ. Rất là nhiều loại cây nhưng mà rừng rậm quá đi không được. Đi nó bụi nó rậm đó, cản trở nhiều quá. Rồi, đây có cây tơ hồng đấy bà con này. Đó, cây tơ hồng này. Đây này, leo lên cây to xuống này. Đó, nó bằng dây. Loại này thì không cần gốc, nó cũng sống. Đây, tiếp tục tìm, xem thì có cây gì đâu. Cây thì rất là nhiều bà con ạ, cây này, rừng này. Rừng đấy cây rất là nhiều, các loại cây cây có tên và cây không có tên cũng rất là nhiều. Đấy, cây thuộc ở trong rừng rất nhiều nhưng mà đi một lúc thấy mệt quá, không đi nổi. Giới thiệu cho bà con mấy cây đã nha, tạm thời giới thiệu cho bà con mấy cây vậy thôi nha, bà con nha. Đó, nếu bà con thích video thì nhớ cho lượt like và nhớ đăng ký kênh nha. Chúc cho bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin chào bà con cô bác.